Thì sau đây mình sẽ tiến hành đi dây cho cái sơ đồ layout này. Thì trong quá trình mình đi á, thì thí dụ như những cái chân mà nó chưa kết nối với đường dây á, thì mình sẽ qua cái sơ đồ nguyên lý á, mình kết nối và mình update lại. Hoặc là trong quá trình mình vẽ mạch á, mà thấy cái kích thước bo của mình nó nhỏ hoặc lớn á, thì mình tự động điều chỉnh. Đấy. Rồi, bạn gõ TM là nó xóa cái lỗi màn hình cho mình. Rồi mình bắt đầu tiến hành mình vẽ cái sơ đồ layout.
Rồi các bạn muốn đi dây á, thì các bạn gõ phím tắt là Ctrl W thì nó sẽ đi dây cho mình. Thì thường trong quá trình mình đi dây á, mình sẽ đi cái đường nguồn và những cái đường tín hiệu. Sau đó các bạn chờ cái đường mát lại để mình đổ đồng, và cái đường mát mình chính là lớp đồng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi cái đường nguồn và đường tín hiệu. Đấy, khi mà bạn vẽ ở đây, bạn bấm tab để bạn thay đổi cái kích thước của đường dây đang là 10 mm nè, mình cho nó lên thừa 32 mm. Đó. Thì đường nguồn mình cho cái đường dây nó rộng hơn tí xíu. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái đường dây ở lớp bắt tông luôn. Đó, các bạn đang vẽ cái đường trên laptop phải không? Các bạn bấm chuột trái một cái, rồi các bạn bấm reset là thoát. Rồi các bạn lấy lỗ vía, các bạn BV này, các bạn lấy lỗ vía ở đây. Rồi các bạn Ctrl W, các bạn vẽ cái đường dây của mình. Sau đó các bạn bấm chữ L là bạn đổi lớp. Nó đổi không được cho mình tắt cái lớp bê tông của mình đi, rồi mình mở cái lớp bê tông của mình lên nhé. Đây. Rồi. Các bạn Ctrl W rồi gõ L, nó ra cái đường bê tông cho mình vẽ.
Rồi, cơ bản mình đã đi dây cho cái mạch sơ đồ layout này xong. Chỉ còn lại là cái đường mat. Thì đường mat thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là sẽ đổ đồng. Thì tóm lại á, để đi dây á thì các bạn bấm phím tắt là Ctrl W. Thì các bạn sẽ đi đường dây, sau đó các bạn cứ bấm tab để thay đổi kích thước một đường dây. Sau rồi mình sẽ dùng là via để mình kết nối giữa cái lớp bắt tông và lớp top. Đấy. Thì đó là cách đi dây của mình. Rồi trong quá trình đi dây thì mình có thể sắp xếp linh kiện lại theo cách cho nó hợp lý nhất. Thì cái việc đi dây và sắp xếp linh kiện là tùy vào khả năng của mỗi người. Thì sau khi các bạn có kiến thức cơ bản về thiết kế mạch điện và vẽ mạch á, thì bạn sắp xếp linh kiện và đi dây thì rất là dễ dàng.